Em à, vâng, bây giờ nói về cái chuyện tình cảm của tụi mình đi, phải liều lĩnh nha, bất chấp dư luận, tới với nhau đi. Em giải được không? Dạ. Mình tới nhau được không? Tới nhau, tới đâu? Mình công khai đi. Công khai? Kể chồng em. Kể chồng em. Chồng em biết, mình công khai luôn, mình đừng sợ nó nữa. Ủa, công khai cái gì anh? Công khai chuyện tình cảm của tụi mình đó. À, tình cảm anh và em. À, công khai luôn, đừng sợ nó nữa. À, thế hả? Được không? Dám không? Em dám mà. Em nghĩ là dám. Hôm bữa anh Hâm là nó đồ giết em á. À, thế hả? Thì như này, nếu mà giết em thì em sẽ giết anh. Chết cùng luôn. Làm bạn gái anh nha. Sao vậy? Năn nỉ mà làm bạn gái anh nha. Sao anh không nói là tôi làm người yêu anh không? Ừ. Vậy em làm người yêu anh nha. Em là bạn gái anh nha. Xin lỗi anh nha. Khi nào tận thế đi rồi em mới yêu anh. Yeah, tận thế rồi. Yeah. Em ơi, anh có tin vui cho em nè. Tin gì vậy? Tận thế rồi. Vậy là em chịu làm bạn gái anh rồi đó nha. Chưa thấy anh sắp chết mà vui như anh luôn á. Mẹ cũng có tin vui cho anh nè. Tin gì à? Cậu có người yêu chưa? Mặt tối là vậy có chó nó mới yêu. Tuy cậu hơi xấu nhưng mà tớ thích cậu lắm. Alo em à, nhớ anh không? Nhớ à, làm gì đây, đến với anh này, hỡi em yêu đừng có buồn phiền. Alo, alo, alo. Em à, vâng, bây giờ nói về cái chuyện tình cảm của tụi mình đi, phải liều lĩnh nha, bất chấp dư luận, tới với nhau đi. Em giải được không? Dạ. Mình tới nhau được không? Tới nhau, tới đâu? Mình công khai đi. Công khai? Kể chồng em. Kể chồng em. Chồng em biết, mình công khai luôn, mình đừng sợ nó nữa. Ủa, công khai cái gì anh? Công khai chuyện tình cảm của tụi mình đó. À, tình cảm anh và em. À, công khai luôn, đừng sợ nó nữa. À, thế hả? Được không? Dám không? Em dám mà. Em nghĩ là dám. Hôm bữa anh Hâm là nó đồ giết em á. À, thế hả? Thì như này, nếu mà giết em thì em sẽ giết anh. Chết cùng luôn.